Xin chào tất cả các em, tên cô là Nguyễn Thị Thanh Bình, giáo viên trường tiểu học Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng các em một tiết luyện từ và câu trong chương trình sách giáo khoa lớp 4. Bài giảng hôm trước, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về danh từ. Danh từ là những từ chỉ sự vật, gồm có người, đồ vật, con vật, cây cối, vân vân. Và hôm nay, chúng ta cùng làm quen với một loại từ nữa trong tiếng Việt, đó là gì? Trước hết, chúng ta cùng đến với câu văn sau đây. Vua Midas thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Các em đã được học từ đơn và từ phức rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng phân tích câu này nhé. Vua Midas thử bẻ một cành sồi. Cô vừa dùng dấu gạch chéo để ngăn cách các từ trong câu. Cành đó liền biến thành vàng. Và trong câu này, khi cô tách các từ đơn và từ phức, chúng ta tìm ra được các từ đã được học, đó là vua Midas một cành sồi, cành vàng. Đây là những danh từ các em đã được học rồi, phải không nào? Trong đó, vua một cành sồi, cành vàng là những danh từ chung. Còn danh từ riêng là Midas, tên riêng của nhà vua. Vậy thì từ bẻ và từ biến thành được gọi là từ gì? Chúng được xếp vào loại từ nào trong tiếng Việt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, luyện từ và câu tuần 9, bài giảng động từ, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 93-94. Các em hãy cùng cô mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 93 ra, chuẩn bị cho cô và bài tập bút chì và thước kẻ để chúng ta cùng bắt đầu vào bài giảng. Sau tiết học ngày hôm nay, cô mong muốn chúng mình nắm được định nghĩa về động từ, từ chỉ hoạt động, trạng thái của người, sự vật, hiện tượng, nhận biết được động từ trong câu hoặc thể hiện qua tranh vẽ, bài tập mục ba la mã, tích cực tự giác học bài. Để đạt được mục tiêu của bài học hôm nay, bài học phải trải qua 3 phần. Phần thứ nhất, nhận xét. Phần thứ hai, ghi nhớ. Và cuối cùng là phần luyện tập thực hành. Chúng ta sẽ đến ngay với phần đầu tiên, nhận xét. Bài học thứ nhất, đọc đoạn văn sau. Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. 10-15 năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện. Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn, theo thép mới. Đây là một đoạn văn trong bài Trung thu độc lập các em đã được học trong tiết tập đọc ở tuần 7. Đúng không nào? Cô và lớp mình vừa đọc xong đoạn văn, mời các em đến với bài tập số 2. Tìm các từ. Thứ nhất, chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi. Thứ hai, chỉ trạng thái của các sự vật. Sự vật đầu tiên là dòng thác và sự vật thứ hai là lá cờ. Với bài tập này, các em cùng nhau đọc lại đoạn văn ở bài tập số 1 một lần nữa. Sau khi đọc xong, các em hãy dùng thước kẻ, bút chì gạch chân cho cô những từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi có trong đoạn văn. Tiếp theo, chúng ta hãy dùng bút chì khoanh tròn cho cô những từ chỉ trạng thái của sự vật, đó là từ chỉ trạng thái của dòng thác, từ chỉ trạng thái của lá cờ. Và sau khi làm xong, chúng ta sẽ đối chiếu với đáp án của cô. Giờ cô cho các em 2 phút để làm bài. 2 phút bắt đầu. Qua quan sát, cô thấy nhiều bạn làm bài rất là tốt. Trong đoạn văn này, chúng ta tìm ra được các từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ như sau. Đọc lại đoạn văn. Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. Ngay trong câu này thôi, chúng ta sẽ tìm ngay thấy các từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ, đó là từ nhìn và từ nghĩ. Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai. Nhìn và nghĩ là hai từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ. Thế còn từ nào là từ chỉ hoạt động của thiếu nhi? Chúng ta đọc tiếp nhé. 10-15 năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện. Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Chúng ta sẽ tìm được các từ chỉ hoạt động của thiếu nhi trong cụm từ các em sẽ thấy.
Từ thấy là từ chỉ hoạt động của các em thiếu nhi có trong đoạn văn. Tiếp theo, các em sẽ đến với phần thứ hai, đó là tìm các từ chỉ trạng thái của dòng thác, của lá cờ. Bây giờ, các em sẽ tìm cho cô câu văn có dòng thác. Cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống nằm chạy máy phát điện. Như vậy, từ chỉ trạng thái của dòng thác đó chính là từ đổ xuống. Thế còn lá cờ thì sao? Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Ở đây, trạng thái của lá cờ không phải rủ xuống, nằm im mà là phấp phới bay. Vậy bay là từ chỉ trạng thái của lá cờ có trong đoạn văn. Như vậy, ở bài tập số 2 này, chúng ta đã tìm được các từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ và của thiếu nhi, đó là nhìn, nghĩ, thấy. Và chúng ta tìm được các từ chỉ trạng thái của dòng thác và lá cờ trong đoạn văn, đó là đổ xuống và bay. Nhìn, nghĩ, thấy là các từ chỉ hoạt động. Đổ xuống, bay là các từ chỉ trạng thái. Để các bạn hiểu rõ hơn về trạng thái của dòng thác, của lá cờ, mời các bạn quan sát lên màn hình. Đây chính là hình ảnh của dòng thác. Đổ tức là chảy mạnh từ trên cao xuống. Và các bạn quan sát tiếp. Đây chính là hình ảnh bay của lá cờ. Bay tức là di chuyển trên không nhờ sức gió. Nhìn, nghĩ, thấy là từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ, của thiếu nhi. Đổ xuống, bay là từ chỉ trạng thái của dòng thác, của lá cờ. Nhìn, nghĩ, thấy, đổ xuống, bay, người ta gọi là động từ. Vậy động từ là gì? Qua bài tập số 2 này, chúng ta có thể kết luận động từ là những từ chỉ hoạt động, chỉ trạng thái của người, của vật. Chúng ta đã rút ra được ghi nhớ bài học ngày hôm nay. Động từ là những từ chỉ hoạt động, chỉ trạng thái của sự vật. Đây chính là nội dung phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 94. Các em học thuộc phần ghi nhớ này và chúng ta có thể tìm thêm được các ví dụ như sau. Chúng ta có thể lấy được các ví dụ về các từ chỉ hoạt động như ăn cơm, kể chuyện, múa, hát, đi chơi. Chúng ta có thể lấy thêm được các từ chỉ trạng thái như bay là, lượn vòng, yên lặng. Đây là những từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái của sự vật, người ta gọi là động từ. Cô nhắc lại, động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật. Để khắc sâu được kiến thức ngày hôm nay, cô cùng lớp mình chuyển sang phần thứ 3, đó là luyện tập. Trong phần luyện tập này, chúng ta sẽ đến với 3 bài tập. Bài tập thứ nhất, viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường, gạch dưới động từ, trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy. Các hoạt động ở nhà có từ quét nhà. Và trong từ quét nhà này, thì từ quét là động từ, chúng ta sẽ gạch chân. Các hoạt động ở trường có từ mẫu là từ làm bài. Và trong từ làm bài này thì từ làm là động từ, chúng ta gạch chân. Ở trong bài này, các em có thể viết tất cả các hoạt động em làm ở nhà hoặc ở trường vào trong vở. Và khi làm, các em lấy bút chì gạch chân cho cô dưới những động từ, trong những cụm từ chỉ các hoạt động ấy. Với bài tập này, cô sẽ dành cho chúng ta 3 phút để làm bài. 3 phút bắt đầu. Các bạn lớp mình đã làm xong bài tập chưa nhỉ? Chúng ta cùng chữa bài nhé! Chúng ta sẽ tìm được các từ chỉ hoạt động ở nhà, đó là từ đánh răng. Và trong từ đánh răng, chúng ta gạch chân từ đánh, đây là động từ. Rửa mặt thì rửa là động từ, chúng ta gạch chân. Quét nhà, ta gạch chân từ quét. Lau nhà, ta gạch chân từ lau. Nhặt rau, ta gạch chân từ nhặt. Gấp đồ, ta gạch chân từ gấp, vân vân. Cô đã liệt kê được rất nhiều động từ chỉ các hoạt động thường làm ở nhà. Và ở mỗi hoạt động này, cô đã gạch chân các động từ trong các cụm từ chỉ các hoạt động ấy. Thế còn các hoạt động ở trường thì sao? Chúng ta sẽ tìm được những từ sau đây. Nghe giảng, cô gạch chân từ nghe vì là động từ. Lau bảng, cô gạch chân từ lau. Viết bài, cô gạch chân từ viết.
làm bài, cô gạch chân từ làm, kể chuyện, cô gạch chân từ kể, vân vân. Ở trường cũng có rất nhiều các hoạt động và dưới mỗi hoạt động, cô đã gạch chân dưới các động từ trong các cụm từ chỉ các hoạt động ấy. Bài tập thứ nhất đã hoàn thành và với bài này đã giúp chúng ta tìm được rất nhiều động từ trong các hoạt động ở nhà cũng như hoạt động ở trường mà chúng ta thường làm. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2, gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau. Ở bài tập 2 này có hai phần A và B. Chúng ta đọc phần A: Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông. Nhà vua chấm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí. Yết Kiêu: thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. Nhà vua: để làm gì? Yết Kiêu: để dùi thủng chiến thuyền của giặc, vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước. Đoạn văn B: thần Dionysos mỉm cười ưng thuận. Vua Midas thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa. Lớp mình vừa lắng nghe cô đọc cả hai đoạn văn phần A và phần B và nhớ cho cô nhiệm vụ của các em là gạch dưới động từ trong các đoạn văn này. Với bài tập này, các em có thể dùng thước kẻ, bút chì gạch chân các động từ vào trong sách giáo khoa hoặc các em có thể viết các động từ các em tìm được trong đoạn văn vào trong vở của mình. Và sau khi làm xong, chúng ta hãy đối chiếu với phần đáp án của cô nhé! Nào chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Ở đoạn văn phần A có những động từ sau đây: đến, yết kiến, cho, nhận, xin, làm, rồi, lặn. Trong đoạn văn phần A có 8 động từ. Trong 8 động từ này có động từ yết kiến. Mời các bạn quan sát lên màn hình. Yết kiến là gì? Là quỳ xuống tâu với vua. Các em đã tìm đủ không nhỉ? Và nếu tìm đủ rồi thì cô rất là khen, các em đã hiểu bài và làm bài tốt. Nếu bạn nào chưa tìm đủ, các em sẽ đọc lại đoạn văn cho cô một lần nữa. Còn đoạn văn phần B có những động từ sau đây: mỉm cười, ưng thuận, thử, bẻ, biến thành, ngắt, thành, tưởng, có. Như vậy, đoạn văn phần B có 9 động từ. Cô cùng lớp mình vừa làm xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này, một lần nữa củng cố kiến thức về động từ cho các em. Các em cần nhớ, động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Và sự vật đó có thể là người, là đồ vật, con vật, cây cối. Bài tập số 2 này đã hoàn thành rồi. Bây giờ lớp mình cùng đi đến với bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3, trò chơi xem kịch câm. Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời. Và trước khi chơi, các em sẽ nhìn vào hai bức tranh trên bảng. Trong bức tranh thứ nhất, bạn nam đang làm động tác để bạn nữ đoán. Và chúng ta thấy được ngay động tác gì nhỉ? À, động tác cúi. Được không nào? Còn ở bức tranh số 2, bạn gái đang ngồi gối đầu lên tay, mắt lim dim. Như vậy bạn nam có thể đoán đây là hành động gì? Hành động ngủ, ngồi. Rất là dễ phải không nào? Lớp mình đã sẵn sàng để tham gia vào trò chơi chưa nhỉ? Có rất nhiều hành động, trạng thái các bạn lớp mình thể hiện rất khó đoán. Thế mà vẫn có thành viên trong lớp đoán được. Cô khen cả lớp mình nhé. Qua bài tập số 3, các em vừa hiểu thêm được kiến thức, đồng thời giảm căng thẳng, mệt mỏi sau tiết học, đúng không nào? Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là động từ. Các em cần nhớ cho cô, động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Cô mong rằng chúng ta có thể tìm được động từ cũng như thuộc được khái niệm về động từ để làm tốt các bài tập về luyện từ và câu.
Cô chào các em. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bài giảng tiếp theo. Xin chào.